Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sau đây chúng ta sẽ được tiếp tục lắng nghe lời của Chúa qua đầy tớ của Ngài, mục sư Steven. Chúng ta chào đón mục sư chuyển ngữ, mục sư Hoàng Nam. Chúng ta đứng lên quý vị, đứng lên, vỗ tay lớn tiếng quý vị. Good morning. Xin chào mọi người. It is such a joy to be together again today. Thật là niềm vui khi chúng ta được ở cùng với nhau một lần nữa trong ngày hôm nay. I know that heaven is celebrating what's happening in Vietnam this week. Tôi tin rằng cả thiên đàng đang ăn mừng những gì đang diễn ra ở tại Việt Nam trong tuần này. Amen. Amen. And it's just the start of many, many, many good things in God. Và nó chỉ là một cái sự khởi đầu của rất là nhiều điều tốt lành ở trong Chúa. The Bible says your expectation will not be disappointed. Và Kinh Thánh nói rằng những cái mong đợi của chúng ta sẽ không bao giờ để chúng ta thất vọng. So I want to encourage you to keep your expectation high of what God wants to do in Vietnam. Cho nên tôi muốn khích lệ quý vị hãy tiếp tục giữ cái sự mong đợi của chúng ta thật cao với những gì mà Chúa sẽ làm cho Việt Nam. Amen. I also want to encourage you to keep your expectation high of what God wants to do through Vietnam. Và tôi cũng muốn quý vị hãy tiếp tục giữ cái sự mong đợi của chúng ta thật cao về những gì mà Ngài sẽ làm qua Việt Nam. God loves Vietnam. Chúa yêu Việt Nam. God loves Vietnam. Chúa yêu Việt Nam. God loves Vietnam. Chúa yêu Việt Nam. Jesus died for Vietnam. Chúa Giêsu chết thay cho Việt Nam. Jesus rose again for Vietnam. Chúa Giêsu cũng sống lại cho Việt Nam. May God be glorified in the nation of Vietnam. Nguyện Chúa được tôn cao trên đất nước Việt Nam này. Amen, 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 amen. Would you stand to your feet with me? Dạ, xin chúng ta cùng đứng lên với tôi. Let's pray. Chúng ta cầu nguyện. Father, you have something to say. Cha ơi, Ngài có điều gì đó phán với chúng con. So would you be the one who speaks in our time together? Và xin Ngài chính là đấng phán với chúng con thì giờ mà chúng con có mặt ở tại đây với nhau. Father, I pray for spiritual hearing. Con cầu nguyện để cho một cái việc nghe về thuộc linh. And for spiritual seeing. Và cũng như nhìn thấy về thuộc linh. Father, may we be a people who listen to the Holy Spirit. Và giúp chúng con trở thành người lắng nghe Thánh Linh phán. May we be a people who know the word of God. Giúp chúng con trở thành người biết lời Đức Chúa Trời. And let your life be our life. Để sự sống của Ngài trở thành cuộc đời sự sống của chúng con. So speak, Lord, we pray. Chúa xin hãy phán với chúng con. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 You may be seated. Dạ, xin chúng ta cùng ngồi. I feel a holy stirring in my spirit today. Tôi thấy có một cái sự khuấy động thánh ở trong tôi trong ngày hôm nay. I have a message that the Lord gave me back in Australia for this morning. Tôi có cái sứ điệp mà khi ở tại Úc, Chúa đã phán với tôi dành cho buổi sáng hôm nay. And I will get to it soon. Và chắc chắn chút nữa đây tôi sẽ chia sẻ. But the Father has just been stirring something continually in me this morning. Nhưng mà Cha cứ khuấy động, cứ liên tục khuấy động trong tôi buổi sáng hôm nay. And so I just want to lean into it in the Spirit with us today. Và tôi muốn nương dựa vào đó để nghe Chúa Thánh Linh trong sáng hôm nay. I just feel a holy call to call the church back to the Bible. Tôi cảm thấy một sự kêu gọi thánh, một sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi hội thánh quay trở lại với lời Đức Chúa Trời. I can't overstate the importance of the Word of God. I can't overstate the importance tôi of the Word of God. Tôi không thể nào quá nhấn mạnh về cái Kinh Thánh hay lời Đức Chúa Trời. But it's important
that we understand what the word of God is. Bởi vì chúng ta cần phải hiểu lời Đức Chúa Trời là gì. And our approach to the word of God determines what happens in our lives. Và cái cách chúng ta tiếp cận với Kinh Thánh quyết định cho điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta. This book is not a book of rules. Quyển sách này không phải là sách của những quy luật. This book is not about a religion that we have to adhere to. Đây không phải là quyển sách của một tôn giáo mà mình buộc phải thêm vào, tuân theo. This book is a gift from God about God. Nhưng mà đây là quyển sách, là món quà của Đức Chúa Trời về chính Ngài. Many people don't spend too much time in the Bible for a very important reason. Có nhiều người họ không dành nhiều thời gian cho lời của Đức Chúa Trời vì những cái lý do quan trọng. We've made the Bible about us and what we need to do to be good enough for God. Chúng ta chỉ muốn khiến cho Kinh Thánh nói về chúng ta để chúng ta thấy mình đủ tốt. So why would people want to read a book that tells them how much further they need to go and how much better they need to be? Và tại sao chúng ta đọc cái quyển Kinh Thánh này để chúng ta có thể trở nên tốt hơn, hay đi xa hơn, nhiều hơn, lần hơn nữa? This book does teach us how to live. Đúng là quyển sách này có dạy chúng ta cách sống. But this book is not about how we live, it is about the Son of God who is the life. Nhưng mà quyển sách này có dạy cho chúng ta về cách sống nhưng cũng nói về chính Đức Chúa Trời là sự sáng. In John chapter 5 verse 39 and 40. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 39 và 40. Jesus said to the religious leaders. Chúa Giêsu nói với lại những người lãnh đạo tôn giáo. You study the scriptures diligently. Các ngươi rất là siêng năng học lời Đức Chúa Trời. Because you think that in the scriptures you will have eternal life. Bởi vì các ngươi nghĩ ở trong lời đó các ngươi sẽ có sự sống đời đời. If you know the words on the page, then you will have eternal life. Nếu các ngươi biết cái điều ở trên cái trang giấy đó, các ngươi sẽ có sự sống đời đời. But Jesus said. Nhưng mà Chúa Giêsu phán. These are the very scriptures that testify about me, says Jesus. Đây là quyển Kinh Thánh làm chứng về ta. But you refuse to come to me to have eternal life. Nhưng mà các ngươi đã khước từ không đến với ta để có sự sống đời đời. Many people are content to know about God, but God wants us to know him. Có nhiều người họ muốn biết về Chúa. We'll move on because I forgot what I said. You got it? Có nhiều người muốn biết về Chúa chứ không phải về biết Chúa. This book is all about God. Bởi vì quyển Kinh Thánh này nói về Ngài. And when we come to read it and to meditate on it, when our focus is on God. Khi chúng ta đến, chúng ta đọc, chúng ta suy gẫm về Ngài thì sự tập chú của chúng ta phải về Ngài. We don't just read about him but we enter into relationship with him. Chúng ta không chỉ muốn đến biết về Ngài mà chúng ta bước vào trong mối quan hệ thân thiết với Ngài. This book is not just to fuel our ministry. Cái này, quyển sách này không phải để lấp đầy đem năng lượng lại cho chúng ta trong chức vụ thôi. This book is not even just to change our lives, although it does. Quyển sách này không phải chỉ thay đổi cuộc đời chúng ta thôi, dù rằng nó sẽ thay đổi đó. This book is an invitation into a conversation with the God who wrote the book. Bởi vì đây là quyển sách mà mời gọi chúng ta bước vào để biết về đấng viết quyển sách này. Many of my most favorite times of the day is when me and God are sitting together as I spend a long time in his word. Rất nhiều ngày tôi dành thời gian ở riêng với Chúa cùng ngồi để xem xét học trong lời của Ngài. On the road to Emmaus after Jesus had risen from the dead. Trên đường đến Emmaus thì chúng ta thấy sau khi Chúa Giêsu sống lại. It says that Jesus opened the scriptures and showed how every one of the scriptures talked about him. Thì Chúa Giêsu đã cho những hai môn đồ đó nhìn thấy tất cả những điều trong Kinh Thánh nói về Ngài. The Old Testament
is not primarily about the children of Israel. Bởi vì Cựu Ước không phải, vấn đề chính của Cựu Ước không phải nói về con dân Israel. The Old Testament is about the God of the children of Israel. Nhưng mà Cựu Ước là nói về Đức Chúa Trời của dân Israel. The New Testament is not about the disciples and the church and Christianity. Còn Tân Ước không phải nói về các môn đồ, không phải về các hội thánh hay là về Cơ Đốc giáo. The New Testament is about Jesus and the Father and the Holy Spirit. Nhưng mà Tân Ước là nói về Chúa Giêsu, về Đức Chúa Cha, về Đức Thánh Linh. This book is God's word about God. Quyển sách này là lời Đức Chúa Trời về chính Ngài. You cannot spend too much time in God's word. Chúng ta sẽ không có bao giờ dành đủ thời gian ở trong lời của Chúa. And I want to encourage every person here today. Và tôi muốn khích lệ mỗi một người ở trong căn phòng này. Over the next few weeks. Trong vòng vài tuần tới. To spend a lot more time opening the word of God. Hãy dành nhiều thời gian hơn ở trong lời của Đức Chúa Trời. Don't just read it. Đừng chỉ có đọc cho qua. Meditate on it. Mà hãy suy gẫm về lời Chúa. The Bible talks about meditating on God's word, not just reading God's word. Vì Kinh Thánh nói chúng ta cần suy gẫm về lời Đức Chúa Trời chứ không phải là đọc lời của Ngài. And many people think that meditating is just thinking about God's word. Có nhiều người nghĩ rằng suy gẫm có nghĩa là tư duy về lời Đức Chúa Trời. It includes thinking about God's word, but that's just the smaller part. Dù rằng nó có bao gồm việc chúng ta suy nghĩ về lời Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. In the original language, the word meditation is speaking much more about what we say than what we think. Bởi vì ở trong ngôn ngữ gốc đó, thì cái chữ suy gẫm nó nói lên cái việc những gì liên quan nhiều về những gì chúng ta nói hơn là những gì chúng ta nghĩ thôi. That's why in Joshua 1 it says, meditate on God's word, don't let it depart from your mouth. Đó là lý do mà Joshua đoạn 1 câu 8 nói rằng hãy suy gẫm lời đó, đừng để nó xa khỏi miệng của con. You can be thinking about God's word and have the devil just throwing thoughts into your mind at the same time. Có thể chúng ta suy gẫm về lời Chúa đó, nhưng mà cũng cùng lúc đó ma quỷ nó cũng quăng những cái suy nghĩ tư tưởng của nó vào. But when the word starts to come out of your mouth, it shuts the voice of the devil. Nhưng mà khi lời Đức Chúa Trời ra khỏi miệng của chúng ta, nó cũng sẽ gạt bỏ đi tất cả những cái lời tiếng nói của ma quỷ. Because creative power is in the tongue. Bởi vì nó tạo nên một cái năng quyền ở trong môi miệng của chúng ta. I believe that there's an invitation from the Father. Tôi tin đây là lời mời gọi từ Cha. To open the God's word. Để mở lời Đức Chúa Trời. To read it slowly out loud. Để đọc lớn tiếng chậm rãi lời của Ngài. With the posture of Lord, I want to meet with you. Để với một tấm lòng nói, Chúa ơi, con muốn gặp Ngài. Would you speak to me? Xin hãy phán với con. And when God starts to speak by His Spirit, và khi Chúa phán bằng Thánh Linh của Ngài, then we enter into conversation with God about what He says in His Word. Thì chúng ta sẽ bước vào trong sự trò chuyện với Ngài về những gì Ngài phán về Ngài. The greatest prayers are the prayers that come from God's word. Cái lời cầu nguyện vĩ đại nhất là lời cầu nguyện từ lời Đức Chúa Trời. I hold up God's word this morning. Buổi sáng hôm nay tôi đơ cao lời của Đức Chúa Trời. This is a meeting place with God. Đây là chỗ chúng ta gặp Chúa. The blessed person who prospers is a person who meditates continually on God's word. Cái người được phước và thịnh vượng là người cứ tiếp tục suy gẫm về lời Đức Chúa Trời. Praise God. Ngợi khen Chúa. Praise God. Ngợi khen Chúa. It's not a religious book, it's a relationship book. Đây không phải là quyển sách về những cái luật về tôn giáo, mà đây là quyển sách về mối quan hệ. I'm convinced that everything we need to know from God can be found in here. Tôi hoàn toàn tin quyết rằng tất cả những điều chúng ta cần biết về Chúa, chúng ta có thể tìm thấy trong lời của Ngài. I'm going to say something that I pray you hear the heart of what I'm about to say. Tôi sẽ nói cái điều mà tôi cầu nguyện trong lòng về những điều tôi sẽ nói đây. I'm a Holy Spirit man. Tôi là người đầy dẫy Thánh Linh. I love the baptism and the
filling of the Holy Ghost. Tôi rất yêu thích việc báp têm trong Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh. I love the gifts of the Spirit operating. Tôi yêu thích sự vận hành của các ân tứ Thánh Linh. I love laying hands on people and people being touched all around the room. Tôi yêu thích việc đặt tay trên mọi người để mọi người được đụng chạm. I love it, I love it, I love it. Tôi yêu thích và tôi yêu thích điều đó. But all of that must be founded and rooted and grounded in God's word. Nhưng mà tất cả những điều đó phải được xây dựng, phải được đâm rễ, lập nền ở trên lời Đức Chúa Trời. We must not be carried away by the Spirit and away from God's word, because that means we're not actually in the Spirit. Bởi vì chúng ta không thể nào để mình chỉ có nghiêng về Thánh Linh mà chúng ta càng ngày càng xa lời Đức Chúa Trời, như vậy thì không phải là thuộc về Thánh Linh. The most spirit-filled believer must be the most Bible-filled believer. Bởi vì cái người đầy dẫy Thánh Linh phải là cái người đầy dẫy lời Đức Chúa Trời. Amen. 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 It's not one or the other, it's both of them in fullness. Không phải là một trong hai mà là phải cả hai một cách đầy trọn. God is not a God of balance, he is a God of fullness. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời của sự quân bình cân đối thôi, mà Ngài là Đức Chúa Trời của sự đầy trọn của cả hai. We don't have to have a balance between God's word and God's spirit. We need the fullness of God's word and the fullness of God's spirit. Chúng ta không phải tìm cách chỉ cân đối lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh, mà chúng ta cần cái sự đầy trọn của lời Đức Chúa Trời và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. In John 1 verse 14. Trong Giăng John 1 verse 14. Giăng đoạn 1 câu 14. It said the word became flesh and he dwelt among us. Kinh Thánh nói rằng Ngôi Lời đã trở nên xác thể và ở giữa chúng ta. And we beheld his glory, we saw his glory. Và chúng ta nhìn thấy vinh hiển của Ngài. The glory is of the only begotten of the Father. Vinh hiển của Con một của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Now Trời. Listen to this line. Chúng ta hãy lắng nghe điều này. He was full of grace and he was full of truth. Ngài đầy ân điển và chân lý. Many in the church today err on the side of grace but not so much truth. Có nhiều người ngày hôm nay nghiêng về ân điển nhưng lại không có nhiều về chân lý. Or some people focus on the side of truth but they don't have much grace. Có thật là nhiều người nghiêng về chân lý nhưng lại không có nhiều ân điển. And when I ask the Lord, how do I get the balance right between grace and truth? Và khi tôi hỏi Chúa làm sao để con có thể có sự quân bình giữa ân điển và chân lý? He said, I'm not a God of balance, I'm a God of fullness. Thì Chúa phán với tôi, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của sự quân bình đó, mà Ngài là Đức Chúa Trời của sự đầy trọn của cả hai. Full of grace and full of truth. Đầy ân điển và đầy chân lý. Full of the word and full of the spirit. Đầy lời Đức Chúa Trời và đầy Đức Thánh Linh. Fullness. Sự đầy trọn. God's desire is that the church becomes filled to the measure of all the fullness of Jesus Christ. Bởi vì Chúa muốn hội thánh của Ngài đầy theo cái mức độ đo lường đầy trọn của Chúa Giêsu. We will either try and strive to become more like Jesus, or we will live and abide in His Word and by His Spirit, and He will transform us. Chúng ta có thể sống cố gắng nỗ lực để trở nên giống Chúa, nhưng chúng ta sẽ sống để trở nên người gắn bó với Ngài và đầy trọn với lời của Ngài. This morning I'm just pointing us back to the word of God, to encounter the God of the word. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ quý vị hãy quay trở lại với lời Đức Chúa Trời để chúng ta gặp gỡ Ngài, Đức Chúa Trời của quyển Kinh Thánh này. Amen. Amen. Upon that foundation, I just want to speak into what Father's laid upon my heart. Và dựa trên cái nền tảng đó, tôi muốn nói điều mà Cha đặt để trong lòng của tôi. And I have no clock back here, so I have no idea what time I'm meant to finish. Ở đây không có đồng hồ nên tôi khẽ. I think I need to finish by Sunday. Is that right? Hình như là tôi giảng tới Chủ nhật luôn, phải không ạ? Someone just come and take the microphone when my time is done. Nếu mà tôi đã hết giờ thì ai đó nhắc tôi hay là lấy cái micro của tôi. Here's what God told me to bring. Đây là điều mà Ngài bảo tôi gửi đến quý vị. That you are called to build according to kingdom pattern. Đó là chúng ta được kêu gọi để xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc.
We are called to build according to kingdom pattern. Chúng ta được kêu gọi để xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc. We're not just called to bless, we're called to build. Chúng ta không phải được kêu gọi để được phước mà được kêu gọi để xây dựng. We're not just called to build according to how we think it will work best. Chúng ta không được kêu gọi để xây dựng theo cái điều chúng ta nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả nhất. The thought should not be denominational or cultural, it should be kingdom. Bởi vì nó không thể nào theo cái nền văn hóa nào đó hay là theo một cái hệ phái nào đó mà nó phải theo vương quốc của Chúa. We don't need to come up with a new way or a new plan. Chúng ta không cần một cái phương cách mới hay là một kế hoạch mới. We just must be anchored to this plan, God's plan. Nhưng chúng ta hãy là người bám chặt vào cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Matthew chapter 6 and verse 9 and 10. Ma-thơ đoạn 6 câu 9 câu 10. Says, and this then is how you should pray. Và đây là cách các con cầu nguyện. Our Father in heaven. Lạy Cha chúng con ở trên trời. When we pray to the Father. Khi chúng ta cầu nguyện với Cha. It's great to talk with Jesus and talk with the Holy Spirit. Thật là tuyệt chúng ta nói chuyện với Chúa Giêsu và với Thánh Linh. But when we pray to the Father. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện với Cha. A lot of Christians pray Jesus, Jesus, Jesus. No, the Bible says when you pray, pray to your Father. Vì có in nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay cầu nguyện là Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Kinh Thánh nói khi chúng ta cầu nguyện, hãy cầu nguyện với Cha. This is important. Điều này là quan trọng. Jesus withdrew every day and prayed. Chúa Giêsu để ngài ở riêng qua một bên và cầu nguyện mỗi ngày. He didn't pray to himself. He prayed to his Father. Ngài không có cầu nguyện về chính ngài với ngài mà ngài cầu nguyện với Cha. When you pray, pray Father in heaven. Nên khi các con cầu nguyện, hãy cầu nguyện lạy Cha chúng con ở trên trời. It's not Father on earth, it's Father in heaven. Không phải là Cha ở dưới đất mà là Cha ở trên trời. We need to ensure our prayers are heavenly minded, not just earthly focused. Chúng ta phải là người cầu nguyện theo cái nhìn của thiên đàng chứ không phải của đất này. Our Father in heaven, hallowed be your name. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. When we come to God in prayer, the starting point is focusing on the glory of who He is. Cho nên khi chúng ta bắt đầu, cái điểm bắt đầu của chúng ta là chúng ta tập chú về chính Ngài. And Jesus said, pray this way. Và Chúa Giêsu nói hãy cầu nguyện theo cách này. Father, let your kingdom come. Chúa nói rằng nước Cha được đến. Let your will be done. Ý của Cha được nên. On earth as it is done in heaven. Ở đất như ở trời. I truly believe everything we need is contained in those few words. Tôi tin rằng mọi điều chúng ta cần nó được chứa đựng ở trong những từ ngữ đó. Too often we're praying for what we want to see. Có rất nhiều lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta muốn nhìn thấy điều mình muốn thấy. But we're called to pray for what God desires to see. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện theo cái điều Chúa mong muốn nhìn thấy. This takes it being spiritually minded. Cái này nó đòi buộc phải có một cái nhìn thuộc linh. And we are spiritually minded when we are biblically based. Và nếu chúng ta để có được cái nhìn thuộc linh thì nó phải đặt nền tảng trên lời Đức Chúa Trời. The word kingdom means royal authority to rule over in a realm. Và cái chữ vương quốc nó có nghĩa là một sự uy quyền của hoàng gia để cai trị trên đất. And God says to pray that His rule is on earth like it is in heaven. Và chúng ta cầu nguyện để sự cai trị của Ngài ở trên đất giống như ở trên trời. God's rule in heaven is not up for debates or questions or counsel. Bởi vì sự cai trị của Chúa ở trên trời không phải để chúng ta tranh luận hay là chúng ta bàn luận với nhau. When God speaks, it happens. Bởi vì khi Chúa phán thì nó sẽ xảy ra. And God says, I want you to pray that it happens on earth in the same way that it happens in heaven. Và Chúa nói rằng ta muốn các con cầu nguyện thiên đàng ở trên đất giống như nó đang xảy ra trên trời. And we are called to build according to kingdom pattern. Và chúng ta được kêu gọi để xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc. I heard the Lord say. Tôi nghe Chúa phán. He's called us to live like we pray.
Ngài kêu gọi chúng ta sống giống như điều chúng ta cầu nguyện. What would happen if the church didn't just pray for God's will to be done on earth as it is in heaven? Điều gì xảy ra nếu hội thánh cầu nguyện để sự cai trị của Chúa trên trời cũng giống như sự cai trị Chúa dưới đất này? But we lived on earth as it is in heaven. Nhưng mà chúng ta cũng sống ở dưới đất này giống thể là chúng ta sống trên trời. But this requires a change of thinking. Điều đó đòi buộc chúng ta phải có sự thay đổi tư duy của mình. We can't live on earth as in heaven if we're thinking naturally minded. Chúng ta không thể nào sống ở dưới đất như là sống ở trời nếu chúng ta có một cái tâm trí ở dưới đất này. Otherwise we justify why we can't and won't do what the Bible says. Vì nếu không chúng ta sẽ tự đánh giá mình, xem xét mình là tại sao mình không sống được hay là tại sao mình không làm theo được lời của Chúa. But like Mary the mother of Jesus. Giống như bà Mary mẹ Chúa Giêsu. God is looking for some people that will take God at his word. Bởi vì Chúa đang tìm kiếm những con người nắm bắt hành động như là lời của Đức Chúa Trời. Be it unto me according to your word. Hãy nguyện điều đó sẽ đến trên con theo như lời của Ngài. In Matthew chapter 4 and verse 17, Jesus. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. It says, from this time on, Jesus began to preach. Từ kể từ lúc bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy. That's from the time on of his baptism and then his temptation in the wilderness. Đó là kể từ khi Ngài được báp têm rồi Ngài bị cám dỗ ở trong đồng vắng. And Jesus began to preach. Và Chúa Giêsu bắt đầu giảng. I need you to hear me, church. Tôi muốn quý vị hãy lắng nghe tôi. Jesus did not start to preach grace. Chúa Giêsu không bắt đầu giảng về ân điển. He did not start to preach love. Ngài không bắt đầu giảng về tình yêu thương. He started to preach repent. Ngài bắt đầu giảng là hãy ăn năn. For the kingdom of heaven has come to earth. Vì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến. Repent doesn't mean I'm sorry. Ăn năn không có nghĩa là con xin lỗi. Repent means to think differently. Ăn năn có nghĩa là suy nghĩ một cách khác biệt. We cannot naturally understand the kingdom of God. Chúng ta không thể nào tự nhiên hiểu về vương quốc Đức Chúa Trời được. We cannot build according to kingdom pattern if we're trying to naturally work out what it looks like. Chúng ta không thể nào xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc được nếu chúng ta nghĩ về cái cách tự nhiên nó sẽ hiệu quả như thế nào, hoạt động thế nào. Romans 12:2 says you got to be transformed by the renewing of your mind. Bởi vì Roma đoạn 12 câu 2 nói rằng chúng ta phải biến đổi bởi việc làm mới tâm trí của mình. And if we are going to build according to kingdom pattern, we need to be spiritually minded, not naturally governed. Cho nên nếu chúng ta muốn xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc, chúng ta phải có tâm trí của thiên đàng chứ không phải ở dưới đất này hay là tự nhiên. That's why Proverbs 3 verse 5 says, trust in the Lord with all your heart. Don't lean on your own understanding. Đó là lý do trong ngôn đoạn 3 câu 5 nói rằng hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, đừng có nương cậy nơi sự thông sáng của con. Your mind, your education, your thinking is not a limitation to God moving. Bởi vì tâm trí của chúng ta, những cái sự giáo dục chúng ta nhận được, nó không có giới hạn cho cái sự hành động của Đức Chúa Trời. The most educated person in this room does not have an advantage over the least educated person in this room. Bởi vì cái người có nhận được cái sự giáo dục nhiều hơn những người ít có cơ hội thì không có nghĩa là họ có nhiều lợi thế hơn người đó đâu. Because the kingdom operates on a spiritual level, not a natural level. Bởi vì vương quốc của Chúa vận hành dựa trên cái mức độ của thuộc linh chứ không phải là của tự nhiên. So Jesus said the starting point of building according to kingdom pattern is repent, change our thinking. Cho nên điểm bắt đầu mà Chúa Giêsu nói về chúng ta xây dựng theo khuôn mẫu vương quốc đó là chúng ta cần phải ăn năn, nghĩa là thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Praise God, I have a clock. Ngợi khen Chúa, bây giờ có đồng hồ rồi. It says I've only got 4 hours left. Có nghĩa là tôi chỉ còn 4 giờ đồng hồ thôi. Father, forgive me for lying. I want to give you a master key for building according to kingdom pattern. Tôi sẽ chia sẻ với quý vị cái chìa khóa chính yếu để chúng ta xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc.
And it's going to be maybe a little different than what you think. Và có thể nó sẽ khác hơn những gì chúng ta suy nghĩ. The master key is seeing God accurately. Cái chìa khóa chính đó là để chúng ta nhìn thấy Chúa một cách chính xác. We got to guard against a focus of us building the church by what we do for God. Chúng ta có một cái guard against thinking that we are building the church by what we can do. Chúng ta có một cái suy nghĩ rằng mình sẽ xây dựng hội thánh theo cái điều mà mình làm. Let's go to Matthew chapter 16 and verse 13 to 19. Nó liên quan ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 13 đến 19. It says this. Ở đó nói thế này. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi. Khi Chúa Giêsu đến khu vực Caesarea của Philip. He asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Thì Ngài hỏi các môn đồ rằng người ta nói con người là ai? And they answered Jesus. Và họ trả lời. Some say John the Baptist. Một số người nói rằng Giăng Baptít. Others say Elijah. Một số người nói rằng Eli. Other people say Jeremiah. Một số người thì nói đó là Jeremy. Or one of the other prophets. Hay là một tiên tri nào đó. I feel like I'm prophetically declaring something right now. Tôi cảm thấy về một cái sự công bố nào đó về tính tiên tri ở đây. Around the world, everybody has a different opinion and view of who God is. Ở đây chúng ta thấy mỗi người có một cái quan điểm, một cái nhìn khác nhau về Đức Chúa Trời. Even within the body of Christ, the church, we can have different views of God. Ngay cả bên trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta cũng có những cái nhìn, cái quan điểm khác nhau về Đức Chúa Trời. And it's the most important question. Và cái câu hỏi quan trọng nhất, who do you say that I am? Đó là các ngươi nói rằng ta là ai? Every person lives from their view of God. Mọi người sống đều có cái nhìn về Chúa. I live from my view of God and you live from your view of God. Tôi sống theo cái nhìn của tôi về Chúa và quý vị cũng như vậy về cái nhìn của quý vị về Chúa. So Jesus asked, who do people say the Son of Man is? Cho nên Chúa Giêsu hỏi rằng người ta nói con người là ai? And they said everyone has a different opinion. Và họ đưa ra rằng mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. And Jesus said, how about you? Who do you say I am? Và Chúa hỏi các môn đồ, còn các ngươi thì nói rằng ta là ai? And Peter answered, và Peter trả lời, you are the Messiah, the Son of the living God. Ngài là Đấng Mê-si, con của Đức Chúa Trời hằng sống. And Jesus said to Peter, và Chúa Giêsu phán với Peter, you are blessed. Ngài phán rằng ngươi thật được phước. Blessing is not about how much money you have in the bank. Phước không có nghĩa là chúng ta có bao nhiêu tiền trong ngân hàng. Blessing is not about what car you drive or how if you have your own building. Phước không có nghĩa là chúng ta lái chiếc xe hiệu nào hay là cái tòa nhà nào mà chúng ta có. Many people have reduced blessing down to what we have. Có nhiều người làm giảm đi phước hạnh của Chúa dựa trên những gì chúng ta có. But biblically, Jesus is you're blessed because you know who I am. Nhưng mà theo đúng kinh thánh, Chúa Giêsu nói ngươi được phước bởi vì ngươi biết ta là ai. You are blessed, Simon. Yes, 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 yes. You are blessed, Simon. Simon, ngươi được phước. Because this. Bởi vì chính điều này. What? What is this? Đó là cái gì? Because you have said who I am. Bởi vì ngươi nói về ta. This was not revealed to you by flesh and blood. Và điều này được bày tỏ cho ngươi không phải dựa vào xác thịt này. You weren't just told by somebody else. Hay là được ai đó nói cho mình biết. You didn't just read it in a book. Hay là ngươi không có đọc ở trong một quyển sách nào đó. But this was revealed to you by my Father in heaven. Nhưng mà điều này được bày tỏ cho ngươi bởi Cha của ta ở thiên đàng. You are blessed because in a world with many different opinions of who God is. Ngươi được phước bởi vì ở trong một thế giới mà có nhiều cái quan điểm về Đức Chúa Trời. You see me as the Christ. Thì ngươi nhìn thấy, ngươi biết ta là Đấng Christ, the Son of the living God, con của Đức Chúa Trời hằng sống. And Jesus said, và Chúa Giêsu phán, you are Peter, ngươi là Phêrô. And on this rock, và trên đá này, the rock is not Peter, cái đá đó không phải là Phêrô. Listen to me, hãy lắng nghe tôi. The rock in this scripture is not Jesus.
Và đá ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này cũng không phải nói về Chúa Giêsu. The rock is accurately seeing Jesus as he is. Cái đá ở đây đó là một cách chính xác phải nhìn thấy việc Chúa Giêsu thật sự là ai. It's all around who do you say that I am. Với những gì mà người ta nói về ta. Do you have a revelation of the truth of who I am? Thì ngươi có được cái sự mặc khải về việc ta là ai không? Not just a savior. Không phải là một cái câu nói. But Lord. Mà là Chúa. And King. Là vua. And friend. Là bạn. Do you see me accurately from revelation from heaven? Ngươi có thấy ta một cách chính xác theo cái sự mặc khải từ thiên đàng không? And Jesus said on this rock of revelation of seeing me accurately. Và trên cái đá của sự mặc khải mà ngươi nhìn thấy ta một cách chính xác. Jesus said, I will build my church when people see me as I am. Thì ta sẽ xây hội thánh của ta theo cách mà người ta sẽ nhận biết ta là ai. And Jesus said, oh, the gates of hell will not prevail against the people who see me accurately. Và các cửa âm phủ không thể nào thắng được hội thánh là những người mà nhận biết ta một cách chính xác. It's not just about being saved. Không phải là việc được nói về. It's about seeing God in ever increasing measure. It's about seeing God more and more and more clearly. Và nó liên quan đến việc chúng ta càng ngày càng phải nhìn thấy Ngài một cách rõ ràng hơn. And we see him clearly in his word. Và chúng ta sẽ thấy Ngài rõ hơn qua lời của Ngài. Jesus said, I will build my church. Chúa Giêsu nói ta sẽ xây hội thánh của ta. Jesus said, I will build my church. Chúa phán ta sẽ xây hội thánh của ta. The church is not our church, it's his church. Hội thánh không phải là hội thánh của chúng ta mà là hội thánh của Ngài. Amen. Amen. Pastors, leaders, we don't build the church, Jesus builds the church. Cho nên hỡi những mục sư, những người lãnh đạo, chúng ta không xây hội thánh mà là Chúa Giêsu xây hội thánh. The greatest way that Jesus can build his church is when we as pastors and leaders lift him up. Và cái cách tốt nhất để Chúa Giêsu xây hội thánh của Ngài và chúng ta là những người mục sư, những người lãnh đạo, chúng ta phải tôn Ngài lên. In John 12:32-33. Trong Giăng đoạn 12 câu 42-43. Jesus said, "When I am lifted up from the earth." Chúa nói rằng khi ta được treo cao, được tôn cao, I will draw all people to myself. Ta sẽ kéo mọi người đến với ta. He said this talking about his death on the cross. Ngài đang nói về sự chết của Ngài trên thập tự giá. But the prophetic word of the Lord is this. Nhưng mà lời phán của Chúa theo tính tiên tri là thế này. When we lift him up, talk about him, magnify him. Khi chúng ta tôn Ngài lên, chúng ta tôn cao Ngài. He draws people to himself. Thì Ngài sẽ kéo người ta đến với Ngài. But too many times. Nhưng rất nhiều lần. We focus on how do we draw people to Jesus. Chúng ta tập chú vào việc làm sao để mình kéo người ta đến Chúa Giêsu. How do we get people to come? Làm sao để mình có nhiều người đến? How do we do things so that people will come? Làm sao để mình làm điều gì đó để người ta đến? But Jesus said, no, 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 no. Nhưng mà Chúa Giêsu nói không, 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 không. You lift me up. Con chỉ tôn cao ta. I'll do the drawing of people. Ta sẽ kéo người ta đến. We're trying to draw people. Chúng ta cố gắng kéo người ta. No, lift them up, lift them up, lift them up. Nhưng hãy tôn cao Ngài, tôn Ngài lên cao. Jesus said, I will build my church. Chúa Giêsu nói ta sẽ vận hành hội thánh. The word build means to be a house builder, to construct. Cái chữ xây dựng nghĩa là mình xây một cái tòa nhà, có một cái kết cấu. Please listen to me, church. Hãy lắng nghe tôi. God doesn't just want to bless us with Holy Spirit outpourings. Chúa không chỉ muốn ban phước cho chúng ta bằng việc tuôn đổ Thánh Linh của Ngài thôi. Oh, he definitely wants to do that. Đúng là Ngài đã làm điều đó. But he doesn't just want to bless us. Nhưng mà Ngài không phải chỉ muốn ban phước cho chúng ta thôi. He wants to build us.
mà Ngài muốn xây dựng chúng ta. He wants to construct our lives. Ngài muốn kết cấu hay là xây dựng cuộc đời của chúng ta. He wants to shape us and form us into something. Ngài muốn nhào nặn chúng ta thành một cái gì đó. This is what Jesus did even with the disciples for 3.5 years. Và đây là điều Chúa Giêsu làm với các môn đồ của Ngài trong 3 năm rưỡi. Let's not focus just on Acts 2, one moment of Pentecost, and forget 3.5 years of Jesus constructing people according to his word. Chúng ta đừng chỉ tập chú vào công vụ đoạn 2 trong một buổi sáng của ngày lễ ngũ tuần, mà chúng ta còn phải cần nhớ 3 năm rưỡi những gì Chúa Giêsu làm trong việc nhào nặn các môn đồ của Ngài. We need some deeper constructing as people. Chúng ta cần một cái sự xây dựng nhào nặn sâu hơn ở bên trong. Jesus said, "I will build my church." Chúa Giêsu phán, "Ta sẽ xây hội thánh của ta." The word church means a calling out. Chữ hội thánh có nghĩa là được kêu gọi ra khỏi. Jesus called us out of death into spiritual life. Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi sự chết để bước vào sự sống thuộc linh. Jesus called us out of darkness into life. Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Jesus called us out of slavery into freedom. Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi nô lệ để bước vào sự tự do. Jesus called us out of the world into the kingdom of God. Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi thế gian này để bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. And Jesus says, và Chúa Giêsu phán, to those that I have called out. Đối với những người ta đã kêu ra khỏi. To those who have been changed by the power of the Spirit. Với những người được thay đổi bằng quyền năng của Thánh Linh. I now want to build you. Bây giờ ta muốn xây dựng các người. We must not just get people into the door. Chúng ta không phải tìm cách đưa người ta chỉ đi vào qua cái cửa thôi. It's not just about seeing people saved. Không phải chỉ là tìm cách để cứu người ta thôi. We got to see people saved and then we need to see them built in Jesus Christ. Chúng ta muốn nhìn thấy họ được cứu nhưng cũng cần phải nhìn thấy họ được xây dựng ở trong Chúa Giêsu. Amen. Amen. This is discipleship. Cái này gọi là môn đồ hóa. Disciple is a student, a pupil. Môn đồ có nghĩa là một người học trò. One who learns. Muốn học. One who follows Jesus. Muốn đi theo Chúa Giêsu. And God wants to build his church. Và Chúa muốn xây dựng hội thánh của Ngài. The Lord said to me, Chúa phán với tôi, that we are to build according to kingdom pattern. Chúng ta được kêu gọi để xây dựng theo khuôn mẫu của vương quốc. The starting point is it's got to be a change of thinking, repent. Điểm khởi đầu, bắt đầu đó là chúng ta phải thay đổi tâm trí, suy nghĩ của chúng ta hay là ăn năn đó. You can't understand the kingdom of God naturally. Chúng ta không thể nào theo cái vương quốc của Chúa một cách theo thế giới tự nhiên này được. It's about being spiritually minded. Mà phải có tâm trí thuộc linh. And that happens through saturation and meditation on God's word. Và điều đó xảy ra khi chúng ta biệt riêng để suy gẫm lời Đức Chúa Trời. And then Jesus said, I want to construct those that I have called out. Và Chúa Giêsu phán, ta sẽ xây dựng nhào nặn những người mà ta đã kêu gọi ra khỏi. Jesus builds. Chúa Giêsu xây dựng. But we get to partner with him to build with him. Nhưng mà chúng ta phải cộng tác dự phần với Ngài để cùng xây Amen. Dựng. Amen. In 1 Corinthians chapter 14 and verse 4. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 4. It says that the person who speaks in tongues edifies themselves. Người nói tiếng lạ là tự gây dựng chính mình. The word edifies is the same root word as the word builds. Cái chữ gây dựng nó cũng có chung một cái từ gốc đó là xây dựng. It's the same word. Nó cũng là cùng một từ. The one who speaks in tongues starts to their lives are getting constructed by the Spirit of God. Người nói tiếng lạ là người đang được nhào nặn hay là xây dựng theo ý của Chúa. And Paul said, I speak in tongues more than you all. Và Phaolô nói tôi cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. I believe the gift of tongues is for today. Tôi tin rằng ân tứ nói tiếng lạ là dành cho ngày hôm nay. And I encourage you to speak in tongues more and more and more and more. Và tôi khích lệ quý vị hãy cầu nguyện tiếng lạ nhiều hơn và nhiều hơn.
Because you start to think differently, you start to think by the spirit, not by the natural. Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ suy nghĩ về thuộc linh hơn là những gì ở trên đất này. But Paul doesn't stop there. Nhưng mà Phaolô không dừng ở đó. In 1 Corinthians 14 verse 4. Ở trong Corinto nhất là 14 câu 4. He said if you speak in tongues, yes you build yourself up. Khi anh em cầu nguyện, anh em cầu nguyện trong tiếng lạ từ gây dựng chính mình. But he said if you prophesy, you build up the church. Nhưng mà khi anh em nói tiên tri, đó là xây dựng, gây dựng hội thánh. Prophecy is just speaking by divine revelation. Nói tiên tri là nói bởi sự mặc khải thiên thượng. Lean in deeply with me. Hãy quỳ, hãy theo tôi. The word church is a calling out. Cái chữ hội thánh là được kêu gọi ra khỏi. And Jesus is building those he is calling out. Và Chúa Giêsu đang xây dựng những người được kêu gọi ra khỏi. But he's given the gifts of the Spirit to the church. He has given the gifts of the Holy Spirit to the Ngài church. Ban những ân tứ thánh linh cho hội thánh. To start to build up others in the church. Để bắt đầu xây dựng ở trong hội thánh. The essence of prophecy is calling out of others what God has placed in them. Và cái cách để chúng ta có thể tiếp cận hay là bước vào lời tiên tri, đó là kêu gọi cái gì đó rõ ràng ở bên trong ai đó ra. Everybody look at me right now. Mọi người hãy nhìn tôi. God has placed things in your life. Chúa đặt để nhiều điều trong cuộc đời quý vị. He has placed things in your life so that you can become like Jesus. Ngài đặt để nhiều điều trong quý vị để quý vị trở nên giống Chúa Giêsu. He has placed things in your life so that you can fulfill what he put you on earth to do. Ngài đặt để nhiều điều trong quý vị để quý vị có thể làm điều mà Ngài đặt quý vị trên đất này để hoàn thành. Listen, listen, listen. Hãy lắng nghe. God knows what he's placed in people. Chúa biết điều Ngài đặt để ở trong người ta. And God wants to speak to other believers. Và Ngài muốn phán với những người Cơ Đốc khác. What he has placed in other people. Điều mà Ngài đặt trong người ta. So that we can come along and partner with God. Để rồi chúng ta có thể đến và cùng cộng tác dự phần với Ngài. By being in the Holy Spirit. Khi ở trong Thánh Linh. And seeing in the Spirit. Và nhìn thấy trong Linh. And listening in the Spirit. Và lắng nghe Thánh Linh. So that we can call out a people what God has placed in people. Để chúng ta có thể kêu gọi những điều mà Chúa đặt để ở trong người ta ra. This is what builds people's lives. Đây chính là điều xây dựng cuộc đời. But the key is to stay in step with the Holy Spirit. Cái chìa khóa là chúng ta cứ phải ở trong những bước dẫn dắt của Thánh Linh. Prophecy is not about telling someone what you think they can do in God. Nói tiên tri không có nghĩa là mình nói một ai đó về điều họ có thể làm ở trong Chúa. Prophecy is about telling people what God sees in them. Nói tiên tri nghĩa là nói về những điều mà Chúa nhìn thấy ở trong họ. People don't need our best help in intentions and thoughts. Người ta không cần cái sự giúp đỡ tốt nhất của chúng ta. Những cái nỗ lực của chúng ta, những điều chúng ta có thể. People need to know how God sees them and what God has placed in them. Mà người ta cần biết người ta có được Chúa đặt để điều gì trong họ và cách Chúa nhìn thấy họ. And this is just one of the ways that we partner with God. Và đây là một trong những cách mà chúng ta cùng dự phần với Chúa. That we call out a people. Đó là chúng ta kêu gọi điều gì đó ra khỏi. What God has placed in people. Những điều mà Ngài đặt để trong người khác. Galatians 5 verse 25. Galatia đoạn 5 câu 25. Says since we live by the Spirit. Nói rằng vì anh em đã sống bởi Thánh Linh. Let us keep in step with the Spirit. Thì anh em hãy tiếp tục bước đi trong Thánh Linh. I'm almost finished. I want you to lean in deep. Tôi gần xong bài này rồi. Nếu quý vị hãy tiếp tục theo dõi. We talk a lot about being filled with the Holy Spirit. Chúng ta nói rất nhiều về việc được đầy dẫy Thánh Linh. It is essential. Điều đó là cần thiết. But there is a big difference between the Spirit being in me. Nhưng mà có một cái sự khác biệt của việc Đức Thánh Linh đầy dẫy ở trong tôi. And about me being in the Spirit. Và tôi ở trong Thánh Linh. Since we live by the Spirit, is the Spirit of God living in us?
Vì anh em đã sống trong Thánh Linh, nghĩa là Thánh Linh ở trong chúng ta. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thánh Linh sao? The Spirit lives in us. Thánh Linh ở trong chúng ta, sống trong chúng ta. And Paul writes, since the Spirit lives in you. Và Phaolô viết rằng vì Thánh Linh sống ở trong anh em. Make sure you keep in step with the Holy Spirit. Thì anh em phải bảo đảm rằng anh em bước đi theo Thánh Linh. The Bible in Ephesians 6:18. Ephesians 6:18 says, "Pray in the Spirit on all occasions." Nói rằng hãy cầu nguyện trong Thánh Linh luôn. Please listen. Hãy lắng nghe. That doesn't mean pray in tongues. Cái đó không có nghĩa là cầu nguyện tiếng lạ. Otherwise, it would have said pray in tongues. Vì nếu không thì ông đã nói rằng hãy cầu nguyện trong tiếng lạ. It says pray in the Spirit. Mà ông nói rằng cầu nguyện trong Thánh Linh. On all occasions. Luôn. Because Paul knows that many times we can pray and not be in the Spirit. Bởi vì Phaolô biết có rất nhiều lần chúng ta có thể cầu nguyện nhưng không ở trong Thánh Linh. Let's be honest, church. Chúng ta hãy thành thật với nhau. Many times I've prayed, I'm not thinking too much about God. I'm just praying because it's the right thing to do. Nhiều lần chúng ta cầu nguyện mà tâm trí mình không có nghĩ gì về Chúa hết và chúng ta nghĩ rằng đây là điều đúng mình cần làm. Is that true? Đúng không ạ? Sometimes I pray and I know I'm in the Spirit. Đôi khi tôi cầu nguyện và tôi biết tôi đang ở trong Thánh Linh. Other times I pray and I know I'm not really in the Spirit. Có lần khác tôi cầu nguyện nhưng tôi biết mình cũng không ở trong Thánh Linh. And Paul says when you pray, be in the Spirit. Và Phaolô nói khi cầu nguyện hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. The Spirit of God was in the Apostle John. The Spirit of God was in the Apostle John. Thánh Linh của Chúa cũng ở trong sứ đồ Giăng. But he wrote the book of Revelation. Và khi ông viết sách Khải Huyền. Because on the Lord's day it says he was in the Spirit. Bởi vì trong ngày của Chúa thì lúc đó ông nói rằng ông ở trong Thánh Linh. The Spirit of God doesn't come and go, come and go, come and go. Thánh Linh của Chúa không phải đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi đâu. The Spirit of God remains in the children of God. Mà Thánh Linh của Chúa cứ tiếp tục ở trong con dân của Ngài. But the children of God don't always remain in the Spirit. Nhưng mà con dân của Ngài thì không có luôn ở trong Ngài. If we're going to build according to kingdom pattern, chúng ta phải được xây dựng theo vương quốc, khuôn mẫu của vương quốc. We must keep in step with the Spirit who's in us leading us. Chúng ta phải tiếp tục bước đi trong Thánh Linh vì Ngài ở trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Jesus said in John 15 verse 4. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng 15 câu 4. He said, "You cannot a branch cannot bear fruit unless it's connected to the vine." Một cái nhánh cây không thể nào sanh trái nếu mà nó tách rời khỏi gốc cây. Please listen to the words of Jesus. Hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Jesus said, "Remain in me as I remain in you." Hãy cứ ở trong ta như ta ở trong các con. If it's all just about Jesus being in us and the Spirit being in us, Jesus wouldn't have said, "Make sure you stay in me like I stay in you." Nếu mà chỉ có việc Chúa Giêsu ở trong chúng ta hay là Thánh Linh ở trong chúng ta thôi thì Chúa Giêsu không bao giờ nói, "Con phải bảo đảm rằng con ở trong ta như ta ở trong con." It's not just about remaining in the Spirit when we're at conference or at church. Vấn đề không phải là chúng ta ở trong Thánh Linh khi mà có những buổi hội nghị diễn ra thôi. It's about remaining in the Spirit when you're at work and with your family. Cứ ở trong Thánh Linh khi chúng ta đi làm thường ngày, khi chúng ta đến đâu đó ở với gia đình của mình. It's about remaining in your spirit when you're at the shops and you're driving in your car. Khi chúng ta đi mua sắm hay là khi chúng ta lái xe đâu đó, hãy cứ ở trong Thánh Linh. It's about remaining in the Spirit when people persecute you and hate you and say all kinds of evil against you. Hãy cứ ở trong Thánh Linh khi mà người ta có thể bắt bớ, nói xấu hay làm nhiều điều ác hãm hại chúng ta. And this is where the body of Christ is meant to come together and support each other. Và điều đó cần thân thể của Chúa cùng đến với nhau để mà hỗ trợ nhau. We don't build people's lives. Chúng ta không xây dựng cuộc đời của người khác. When they're struggling with unforgiveness, khi mà họ cứ tranh chiến vật lộn với sự không tha thứ. And we say it's okay, I know it's tough,
You don't need to forgive. Và chúng ta nói rằng chắc không sao đâu, tôi hiểu nó khó như thế nào. We partner with God and we build people when we walk with them towards forgiving other people. Chúng ta cùng dự phần với Chúa xây dựng người khác khi chúng ta cùng đi với họ hướng dần đến sự tha thứ. Praise God. Khen Chúa. Would you stand to your feet with me? Xin cùng đứng lên với tôi. I'll lift your hands to heaven if you would. Hãy đưa tay mình lên nếu quý vị muốn làm điều đó. Father, let the weightiness of your spirit and your word descend on your people. Cha ơi, để Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trên chúng con. Lord, I pray for an impartation today. Cha, con cầu nguyện cho sự chuyển giao trong ngày hôm nay. Of a deep love for the word of God. Của một cái sự khao khát, đói khát lời của Đức Chúa Trời. Father, open our eyes to see you as you are. Cha ơi, xin mở mắt chúng con để nhìn thấy Ngài, thấy chính Ngài. Father, open our eyes to see Jesus as he is. Xin hãy mở mắt chúng con để nhìn thấy chính Ngài. Father, open our eyes to see the Holy Spirit, how the Holy Spirit is. Xin hãy mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy Chúa Giêsu, nhìn thấy Thánh Linh theo chính Ngài. And Father, we ask you to build our lives. Và giúp chúng con để chúng con xây dựng những cuộc đời. And Lord, would you use us? Xin sử dụng chúng con. To partner with you. Để cùng cộng tác dự phần với Ngài. To build other people's lives. Để xây dựng cuộc đời của những người khác. Lord, help us to have eyes to see. Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy. And ears to hear. Để chúng con có lỗ tai để nghe thấy. What you have placed in other people. Những điều mà Ngài đặt để trong người khác. And Lord, help us to call out of them. Và Chúa xin giúp chúng con để chúng con kêu gọi những điều đó ra khỏi. What you have placed in them before they were born. Kêu gọi những điều Ngài đặt để trong họ trước khi họ được sanh ra. Let us be a prophetic generation. Hãy giúp chúng con là một thế hệ của tiên tri. Who live in the Spirit. Là những người sống trong Thánh Linh. And who keep in step with the Spirit of và God. Và cứ tiếp tục bước đi trong Thánh Linh. And to God alone be all the honor, the glory and the power. Và chúng con dâng cho Chúa sự vinh hiển, quyền phép mọi thế lực. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen, 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 amen. God bless you. Chúa ban phước cho quý vị. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.